Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái thủ thuật để sử dụng cái con AirPods Pro này được vui vẻ và dễ dàng hơn. Nói là thủ thuật cho nó phức tạp vậy thôi, thực ra nó là những tính năng và những trang bị đã có sẵn mà Apple cài cho cái này rồi. Chẳng qua là trong quá trình sử dụng có thể các bạn không để ý và không biết đến nó mà thôi. Hãy cùng mình đi xem những thủ thuật này là gì nhé. Tính năng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái việc chúng ta kiểm tra cái mức độ phù hợp của cái nút tai nghe, hay còn gọi là cái núm cao su trên cái con tai nghe AirPods Pro này. Hai cái tai nghe thế hệ thứ một, thứ nhất, thứ hai thì nó không có rồi vì nó chỉ là cụ tai bằng nhựa thôi. Nhưng mà trên con Pro nó có cái phần cao su. Khác với những tai nghe khác, Apple trang bị một cái phần mềm để các bạn kiểm tra coi cái phần cao su này nó có thực sự phù hợp đúng với cái tai của chúng ta hay không. Apple nói rằng nếu như mà các bạn chọn được đúng cái tai nghe, nó sẽ tăng cái hiệu quả chống ồn, nó chống cái việc âm thanh bên ngoài lọt vào trong cũng như là cái âm thanh nhạc của bạn lọt ra ngoài. Thì để làm cái điều này, các bạn đeo cái tai nghe AirPods Pro lên tai, cứ đeo lên, sau đó các bạn vào cài đặt, vào Bluetooth và đến cái tên tai nghe của chúng ta là AirPods Pro là Trần Hoàng Long là của mình đây, bấm vào cái chữ Y ở dòng cuối và cái phần mục kiểm tra độ vừa đầu tai nghe. Khi các bạn bấm vào cái này, nó sẽ có hướng dẫn từng bước một, rất là dễ hiểu, chỉ việc làm theo thôi. Đây, các bạn bấm tiếp tục. Và khi các bạn bấm cái nút play, cái tai nghe nó sẽ phát ra một cái đoạn nhạc. Đồng thời, nó sẽ dùng các cái cảm biến bên trong, nó đo ngược lại cái độ vang vọng để xem cái tai nghe có phù hợp hay không. Ok, như các bạn thấy là sau khi chơi một khúc nhạc thì cái iPhone đã báo cho mình là hai cái tai nghe có độ kín tốt. Còn nếu như mà cái tai nghe của bạn quá nhỏ hoặc quá to, nó sẽ báo là các bạn nên chọn một cái earpiece khác để thay thế và làm lại bài test cho đến khi có kết quả tốt như thế này. Cái tính năng thứ hai mà muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái việc mà chuyển đổi qua lại giữa các cái tính năng chống ồn. Thì mặc định trên con AirPods Pro này, ở hai phần đuôi tai, khi các bạn bấm giữ im, nó sẽ chuyển đổi qua lại giữa cái việc chống ồn và cái việc xuyên âm. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể có một cách nữa để chuyển đổi cái chức năng chống ồn này hoặc tách hẳn đi bằng cách là truy cập vào cái phần mềm Control Center. Cái phần mềm Control Center, khi mà các bạn kết nối tai nghe thì nó sẽ có một cái icon tai nghe ngay cái cột volume. Bình thường thì nó không có cái icon tai nghe này. Các bạn bấm giữ im hoặc là bấm mạnh vào đó, nó sẽ pop up ra một cái màn hình phụ. Màn hình phụ này ở dưới nó sẽ có 3 mục cho các bạn lựa chọn, đó là khử tiếng ồn, tách và xuyên âm. Tùy theo cái mục đích của bạn lúc đó là cái gì và các bạn chọn, nó cũng sẽ rất là nhanh nếu như bạn không muốn thao tác ở trên tai. Cái thủ thuật thứ ba, nó không phải là cái thao tác điện tử mà nó lại là cái thao tác vật lý, đó là cái cách mà chúng ta lấy cái tai nghe ra khỏi cánh tai. Nghe thì có vẻ ngơ ngẩn nhưng mà thực ra là rất ít người để ý cái này. Mình đã chứng kiến rất nhiều bạn là lấy hai ngón tay và cố gắng rút cái đầu tai nghe ra, dẫn đến rất là có nguy cơ bị rớt. Thực ra là Apple chế tạo cái con AirPods Pro cũng như 1-2 nó có cách lấy riêng của nó. Thao tác nó như thế này, các bạn mở nắp nè, các bạn kê cái ngón tay vào ngay cái phía sau của cái tai gần gần cái nắp kén và các bạn chỉ cần tác động một cái lực nhẹ là cái tai nghe nó sẽ trượt lên. Đó, cái cơ cấu của nó là nó sẽ tự trượt lên. Các bạn đừng cố gắng là lấy cái ngón tay và cầm cái đầu tai như thế này, nó rất là cái lực hút nó rất là chắc và nếu như tay các bạn trơn thì rất dễ xảy ra tình trạng là lấy không được hoặc là nó sẽ rơi trong quá trình mà các bạn lấy ra. Các bạn lấy một ngón tay, các bạn đẩy nó ra và cầm như thế này là nhấc rất là chắc chắn luôn. Kể cả tai nghe AirPods 1 và AirPods 2 cũng đều được thiết kế kiểu như thế này. Các bạn chỉ cần tinh ý để một tí xíu thì cái thao tác lấy của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, tai nào cũng vậy, một ngón tay thôi, đưa vào cái gáy của nó, nhấc lên. Ok. Cái thủ thuật thứ tư đó là cái việc chúng ta có thể tìm lại cái tai nghe AirPods Pro này. Thực ra thì nó không giống như cái việc là chúng ta tìm iPhone, iPad hay là MacBook, vì cái tai nghe thì nó không có kết nối mạng. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái phần mềm tìm, cái phần mềm tiếng Anh đó là Find My, để các bạn xác định vị trí cuối cùng của tai nghe là thứ nhất. Cái thứ hai đó là các bạn có thể xác định được vị trí của từng củ tai trong trường hợp các bạn có để nó riêng ra ngoài như thế này, bằng cách là kích hoạt âm thanh để cho từng cái tai nó phát ra tiếng động và chúng ta xác định được vị trí của nó. Để tìm cái tai nghe AirPods của chúng ta thì các bạn search cái phần mềm tìm, tên tiếng Việt nó là tìm, còn tên tiếng Anh nó là Find My. Thì mặc định cái
phần mềm tìm nó sẽ luôn luôn hiển thị cái vị trí cuối cùng mà cái tai nghe này nó còn kết nối với điện thoại. Các bạn sẽ thấy được cái vị trí của cái tai nghe. Đó, như vậy bây giờ tai nghe nó vẫn đang cùng, ở chung vị trí với mình nè. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn có thể kích hoạt được âm thanh của cái tai nghe này, giúp chúng ta tìm kiếm được từng cái cụ tai. Các bạn lưu ý nhé, nếu như đặt trong hộp sạc, đặt trong cái kén thì các bạn sẽ không thể kích hoạt được tính năng âm thanh này, mà phải là nằm ở ngoài. Và các bạn bấm vào cái phát âm thanh. Lúc này cái phần mềm nó sẽ kích hoạt cái tai nghe. Đó. Nó sẽ để sát lên cái mic cho các bạn nghe cái tiếng đó. Đó, cái tiếng này nó sẽ... Cái tiếng này mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó rất là gây chú ý. Và khi mà các bạn tìm được một tai nào đó, các bạn tắt nó đi thì nó sẽ phát cái tai còn lại thôi. Và khi các bạn tìm được hai tai nữa thì các bạn bấm dừng. Cái tính năng này đặc biệt là hữu ích cho các bạn nếu như mà các bạn tìm tai nghe mà lỡ bị rớt trên giường, trên ghế sofa hoặc là trong mớ hỗn độn trên bàn làm việc của các bạn, khá là hữu ích. Rồi, cái thủ thuật thứ năm mà mình muốn chia sẻ đó là việc các bạn gán một cái tính năng khác cho cái thao tác bấm và giữ im cái đuôi tai nghe. Mặc định thì Apple gán cho cái thao tác này cả hai đều là chuyển đổi qua lại giữa tính năng chống ồn. Tuy nhiên là họ cho thêm một cái option nữa, đó là chúng ta có thể gán chức năng là gọi Siri. Tại sao phải gán chức năng Siri? Thực tế mà mình sử dụng thì mình hay dùng giọng nói để ra lệnh. Nhưng mà có một số tình huống mình ở trong môi trường nó quá ồn thì Siri không thể nghe được chính xác lệnh của mình. Lúc đó là mình sẽ phải bấm giữ im gọi Siri lên và ra lệnh nó sẽ chính xác hơn. Để thao tác thay đổi cái này thì chúng ta vào cài đặt, vào Bluetooth, rồi vào chấm chữ Y ở cuối dòng của tên tai nghe, kéo xuống dưới. Thì các bạn sẽ thấy một cái dòng là nhấn vào giữ AirPods có trái và phải. Các bạn muốn gán cho tai trái hay tai phải bằng Siri thì các bạn bấm vào đó và bấm chọn Siri. Rồi sau khi chuyển đổi thì các bạn bấm mạnh. Đó, là các bạn sẽ gọi Siri lên. Rất chính xác. Cái thủ thuật thứ 6 đó là làm sao để reset cái AirPods Pro này. Thực ra cái thủ thuật reset AirPods Pro nó cũng dùng được cho cả AirPods 1 và AirPods 2 luôn. Thì để làm được cái điều này, đầu tiên các bạn phải đảm bảo là cái AirPods và hai cái tai nó đều phải còn pin. Trong trường hợp mà nó đang ở ngoài thì các bạn phải đảm bảo rằng là đã bỏ nó vào kén và đậy nắp trong vòng ít nhất là 30 giây. Sau khi 30 giây này trôi qua, đợi xíu nha cho đủ 30 giây, thì các bạn sẽ bật nắp cái kén lên, các bạn chờ. Và các bạn vào cái cài đặt trên iPhone, vào phần Bluetooth và đến cái tên tai nghe có chữ Y ở đằng sau. Các bạn chọn Forget Device, tức là quên cái tai nghe này đi. Sau khi mà các bạn quên cái tai nghe này đi rồi thì các bạn tiếp tục giữ cho cái nắp hộp mở như thế này nhé. Và các bạn bấm giữ im cái nút cài đặt ở trên tai nghe. Thì thực ra làm trên cả AirPods 1, 2 và Pro nó chỉ có một nút duy nhất nằm sau lưng thôi, không thể nhầm lẫn được. Các bạn bấm và các bạn giữ im trong khoảng 15 giây. Các bạn đếm. Và khi mà nó đưa về cái chế độ reset thì cái đèn tín hiệu nó sẽ chớp liên tục màu cam đậm. Các bạn sẽ chờ đến lúc mà nó chớp màu cam đậm. Flashing nó chớp màu cam đậm. Có nghĩa là nó đã reset cái tai nghe thành công. Bây giờ cái tai nghe của bạn nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Nó sẽ không còn cái tên của người chủ cũ nữa. Các bạn có thể thoải mái để cho tặng hoặc là bán nó gì tùy. Rồi, cái tính năng thứ 7 cũng là tính năng cuối cùng mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là biến cái iPhone này thành một thiết bị thu âm và phát ngược vào cái tai nghe AirPods của chúng ta. Trên tất cả các đời AirPods đều làm được điều này. Để làm điều này thì chúng ta đeo tai nghe vào và chúng ta bật cái phần nghe ở trên điện thoại. Đây nó có một cái dòng đó là nghe trực tiếp. Và khi các bạn bấm cái nghe trực tiếp này, ngay lập tức tất cả những cái âm thanh xung quanh iPhone nó sẽ được thu lại và phát vào tai nghe của chúng ta một cách cực kỳ rõ ràng và rành mạch. Trong khoảng mà tai nghe còn kết nối với iPhone là sẽ nghe được rất là rõ ràng luôn. Rồi, ok, bây giờ mình đang đặt cái iPhone của mình ở ngoài kia để mình xem coi là các âm thanh ở ngoài phòng kia nó như thế nào. Mình sẽ kê cái tai nghe này vào mic để cho các bạn có thể nghe được cái âm thanh của nó. Đó. Má nó đang nói xấu mình các bạn ạ. Đó các bạn, tất cả những âm thanh thu được từ iPhone nó sẽ phát ngược lại vào tai nghe hết, rất rõ ràng luôn. Hầu như là không có noise gì luôn, còn kết nối là cực kỳ tốt luôn đó. Không biết là các bạn có nghe rõ không? Khả năng cao là các bạn sẽ nghe được đó. Ok. Rồi, để kích hoạt được cái tính năng này thì các bạn phải lôi cái phím tắt Hearing, tiếng Việt là nghe, ra cái phần control center của chúng ta. Để thao tác thì các bạn vào cài đặt.
vào cái trung tâm điều khiển, tùy chỉnh điều khiển, và nó có một cái mục là nghe nè, các bạn thêm nó. Rồi sau khi thêm là nó sẽ xuất hiện ở trong Control Center, nó bạn vuốt xuống, các bạn chọn mục Hearing là nó có cái dòng nghe trực tiếp. Khi này các bạn bấm vào là lập tức iPhone nó sẽ trở thành một cái micro và nó thu âm và nó phát ra ở cái tai nghe của chúng ta. Rồi thì mục đích của cái tính năng này vốn dĩ nó sinh ra là để hỗ trợ cho những người mà có cái vấn đề về thính lực. Nó sẽ kiểu như là một cái thiết bị trợ thính loại nhẹ giúp chúng ta nghe được cái âm thanh xung quanh, âm thanh môi trường nó rõ ràng hơn và tốt hơn. Hy vọng là các bạn sẽ sử dụng nó với mục đích tốt nhé, chứ đừng có nghe lén nghe xấu là không được đâu. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái tai nghe AirPods Pro này. Có một số thủ thuật thì nó dùng được cho cả cái AirPods 1 và 2 giống như mình đã nói trong video đó. Hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn có được trải nghiệm con AirPods Pro này tốt hơn, sử dụng nó vui vẻ hơn. Còn bây giờ, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long, đến từ tinh tế.vn.